Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Toyota bản sedan hai đầu, động cơ 1.5 mang thương hiệu Nhật Bản đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý quan đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015 bản E số sàn, động cơ 1.5 mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, sơn xi thì màu đen, narang đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cột xòe nguyên bản cho xe. Hiện tại chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá mang thương hiệu Nhật Bản, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cục xòe nguyên bản theo xe. Một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, xăng ăn tiết kiệm như người mà chở được 5 người, rất là rộng rãi luôn. Đấy. Một mẫu xe Toyota Vios giá tiền 335 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác, bao rút hồ sơ gốc về cho các bác nhá. Phanh đĩa 4 bánh này, đấy, biển kiểm soát tại còn Hải Phòng các bác nhá. Và em lại đến một mẫu xe sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Con này thì bản Nimo, lưng phun kịch đồ, biển kiểm soát Hải Dương, tên tư nhân biển Hải Dương các bác nhá. Giá tiền của chiếc Toyota Vios 2010 là 189 triệu đồng. Vâng, 189 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, bản phun kịch đồ luôn. La răng đúc 4 bánh này, tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Nội thất thì ghế da trang bị 2 màu. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá các bác nhá. Đấy, sơn xi con này thì màu trắng xịn sò luôn. Đấy, tên tư nhân biển Hải Dương mà giá tiền chỉ với 189 triệu đồng. Bên Đoàn Nghị có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em mà không có thời gian đến trực tiếp bãi xe của em xem xe, test xe, thử xe tại bãi xe của em, cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ đánh xe đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Và trước tiếp theo là một mẫu xe biển kiểm soát Hà Lam 90A06947 này, mang nước sơn màu bạc, la răng đúc 4 bánh, xi nhan báo giá trên gương, gương kính chỉnh điện, bản sedan hay đâu, Toyota Vios 2011, số sàn, động cơ 1.5. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, bản lưng phun kịch đồ luôn. Giá tiền chỉ với 215 triệu đồng. Đấy, có bao rút hồ sơ và cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Vâng, 215 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 các bác nhá. 2011. Đấy, bản sedan sơn xi thì màu bạc xịn sò luôn. Đấy, hệ thống đèn phanh của xe này. Đấy, đã được Opilock mạ chrome rồi các bác nhá. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe mang phiên bản số tự động mang khối động cơ 1.5, con này bản G các bác nhá. Bản G số tự động, động cơ 1.5, xe gia đình, biển kiểm soát tại còn Hà Nội. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bản G số tự động này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, cũng như có vận chuyển đến tận nhà, tận giường cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện và cột xe, phanh đĩa 4 bánh, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, màn hình Android đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe bền bỉ và tiết kiệm luôn. Sơn xi thì màu đen xịn sò. Đấy, số đi rắc cả các bác này, màn hình cam nồi Android. Đấy, hai túi khí an toàn. Vâng, 2009 các bác nhá. Đấy, giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá mang thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đấy,
Và em đã đến một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.5. Đấy. Một mẫu xe bản Nimo, lưng full kịch đồ luôn, đã được độ lên bộ tem rất là bắt mắt. Đấy, phải la răng đúc 4 bánh này. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cột xe. Một mẫu xe Toyota Vios này thì chỉ với 189 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, dòng Toyota thì các bác đã biết rồi, máy móc của nó rất là lành, đồ đạc là rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt này. Lốp dép thì mới cả dàn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, 189 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác và cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên miền tổ quốc. Đấy, bản sedan hay đâu, động cơ chỉ với 1.5 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Tên tư nhân mà biển Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội mà Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota bản sedan hay đâu. Hôm nay thì em chỉ tổng hợp những mẫu xe Toyota thôi các bác nhá. Đấy, Toyota với ớt thôi, còn tất cả những mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ còn rất là nhiều luôn các bác nhá. Và mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A11975, cũng là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010, biển kiểm soát Hải Phòng, bản sedan hay đâu, động cơ chỉ với 1.5 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là bền bỉ luôn, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng, bên Đoàn Nghị có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lối đồng cuối đá, hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ nhấc máy lên alo cho em, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất các bác nhá. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, nội thất thì ghế da màu đen, màn hình Android cam nuôi đầy đủ này. Đấy, bản nâng full kịch đồ luôn các bác nhá. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, đăng kiểm thì còn đến tháng 6 năm 2023. Tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Bác nào mà không rút hồ sơ, không cần sang tên bấm biển, bên em sẽ hỗ trợ và công chứng cho các bác nhá. Đấy. Nếu bác nào rút hồ sơ sang tên, cần sang tên bấm biển mới các bác nhá, bên em sẽ hỗ trợ hoàn toàn. Đấy. Hỗ trợ hoàn toàn cho các bác luôn. Đấy, các bác thì không phải lo gì cái vấn đề đấy. Và đây là một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ đó, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, bản E xịn sò luôn. Bản E số sàn, bản sedan hay đâu. Vâng, động cơ chỉ với 1.5, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, dòng xe quốc dân, dòng xe lồi đồng cuối đá 335 triệu đồng. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị. Alo trực tiếp cho em Nghị để được cái giá tốt nhất các bác nhá. Mang biển kiểm soát 15A19487 này. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ con này chỉ với 1.5, vâng, một chủ sử dụng từ mới luôn. Sơn xi thì màu đen, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ, đăng kiểm thì dài miên man. Đến tận tháng 4 năm 2023. Mà giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Vâng, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ rồi. Vâng, tư nhân chính chủ mở biển Hải Phòng. Vâng, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios giá tiền chỉ với hơn 300 triệu đồng. Hơn 300 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Một mẫu xe máy chất gầm chắc, côn số ngọt, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, một mẫu xe đấy, gầm bệ thì chắc lịch, côn số ngọt, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Và đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ sử dụng, một mẫu xe gia đình không một ngày taxi dịch vụ, biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Vâng, 58790. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Vâng,
Bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Vậy thì quý vị các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Vios này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng. Đấy, để được cái giá tốt nhất các bạn nhá. Hai túi khí an toàn. Đấy, ABS, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đầu đài Toyota nguyên bản theo xe. Vâng, con này thì là 348 triệu đồng. Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, đấy, alo trực tiếp cho em. Alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp Đoàn Nghị để được tham khảo và tất cả những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng và những mẫu xe đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.